Về sự việc cơ sở massage điêu thuyền bị công an triệt phá gần đây mà Sen Vàng TV đã đưa tin, chúng ta sẽ phải bất ngờ trước sự quái đản của cơ sở này. Ngay sau khi cơ sở massage này bị triệt phá, nhiều cư dân mạng sốc trước giá vé và cả những dịch vụ quái đản mà cơ sở này đưa ra. Các cô gái thừa nhận mỗi lần tiếp khách sẽ nhận được tiền bo rất cao và chủ cơ sở sẽ lấy 5%. Anh D, 32 tuổi ở Hà Nội cho hay, trong bảng giá dịch vụ của cơ sở massage điêu thuyền có những thuật ngữ như là làm thái, thư giãn và 69. Đây chính là dịch vụ đi kèm của mỗi gói. Với những cơ sở massage đen, dịch vụ thư giãn nói thẳng ra là kích dục. Kích dục có thể bằng tay, bằng miệng, thậm chí là bằng ngực của nữ nhân viên. Nếu khách có nhu cầu thư giãn thì sẽ phải trả thêm tiền tip cho nhân viên, tiền tip tối thiểu bằng tiền giá vé cơ bản. Làm thái ở đây là dịch vụ thuộc hạng tệ nạn kỳ quái. Đối với dịch vụ này, nữ nhân viên sẽ sử dụng ngực của mình để làm trò toàn thân cho khách. Còn 69 ở đây có thể hiểu là một tư thế trong quan hệ tình dục. Các dân chơi từng ghé tiệm massage điêu thuyền chia sẻ trên diễn đàn, thư giãn ở đây tức là kích dục, còn 69 là kiểu làm tình kinh điển. Theo định nghĩa của dân chơi, massage thái tức là ám chỉ nữ nhân viên bán khỏa thân, dùng vòng một để kích dục cho khách. Khách đến tiệm massage điêu thuyền có thể chọn những nữ nhân viên ưa thích qua hình ảnh trên iPad và lấy code trên diễn đàn trước đó nếu muốn được giảm giá. Trước khi bị lực lượng chức năng đột kích, tiệm điêu thuyền đăng bài quảng cáo khắp các diễn đàn massage nổi tiếng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn là cơ sở massage điêu thuyền với những dịch vụ quái đản tại sao lại tồn tại trong một thời gian khá lâu như vậy.